xoay qua xoay lại. Mới hôm qua không có thấy nó màu tím liệm vậy, thì sáng nay ra lại màu tím liệm vậy luôn. Thôi thì đang đứng ở đây, sẵn vậy mình sẽ quay thẳng lên trên và mình giới thiệu luôn cái này gọi là cái mái che đi. Mái che gọi là patio, pergola này á, mình từ cái khi mái nhà thì mình đóng ra sườn. Có nhiều người thì thích là lợp lên trên một cái lớp tôn hay là cái gì đó để che, nhưng mà mình thì muốn để vậy thôi, vì cây của mình trồng nó cũng cần phải có nắng mưa này nọ. Nếu mà mình che kín mít á, thì không có mưa xuống. Thôi thì mình cứ làm mái vậy. Nhưng có cái là lúc mà mình đi cậy gì cái mái này mình làm sao, còn cái đèn thì mình đã gắn trước lúc trước lận, cho nên khi mình làm cái mái này lên á, thì cái bóng đèn nó còn không để được ngay chỗ cũ nữa, cho nên nó đã bị chịch xuống và nó không có đẹp nữa. Chứ lúc trước thì mình đã đèn thì mình phải để chính giữa, nghĩa là cái phần của mình như vậy, cái cột của mình thì mình phải chia ra và nó phải ngay chính giữa bên đây và ngay chính giữa bên kia một cái. Cho nên cái này là vì cái mái che làm sao cho nên không có được đẹp thẩm mỹ với lại cái đèn ha. Cái đèn mình phải để xịt xuống dưới rồi. Ở đây á, nếu mà mình làm mà đúng theo thẩm mỹ thì cái gì nó cũng phải cân đối 2-2-2-2, gọi là symmetry, bên đây phải đối với bên kia, chứ không thể nào mình muốn để lung tung được. Cho nên mình biết là mình đã làm sai về mặt thẩm mỹ rồi, nhưng vì cái nhà là cái nhà mình sửa sang từ từ đó, cho nên nó không có được giống như lúc ban đầu mà mình muốn vậy ha. Nếu mọi người muốn làm cái pergola này á, thì nhớ là canh hai cái bóng đèn trước, canh hai cái bóng đèn để mình đặt cái bóng đèn trước rồi mình mới làm cái sườn che lên. Còn của mình á thì mình đã làm bóng đèn không có tính làm pergola, mà bây giờ làm pergola thì cái đèn của mình nó đông không còn đúng chỗ nữa. Mà cái điểm này nhiều khi nếu mình không nói ra thì nhiều người chắc không để ý thấy đâu, chứ không biết. Nhưng vì thẩm mỹ của nhà cửa trang trí trong nhà đó, thì mình chỉ ra cho thấy là bóng đèn thì mình nên để ở một cái vị trí khác, hoặc là mình mua cái đèn nhỏ xíu hơn để mình để sát gốc đó ha. Okay, đây là cái mái che của mình. Cái mái này nó có cũng được, không có cũng được, không sao hết. Nó giống như là để trang trí thôi, giống như là trang trí con nhan nhà của mình thôi. Cũng giống như phía bên kia của mình vậy đó, lúc trước mình cũng đã đóng xong đó. Cái phần đó thì rất là cần thiết, để gì che ánh nắng rọi thẳng vô nhà vào buổi sáng nó rất là nóng á, nó hư bộ ghế, cho nên cái đó thì cần thiết. Còn cái này thì mình làm chơi cho vui, để trang trí nhà thôi. Còn sau này mình muốn để treo, để dành treo mấy cái chậu kiển bông của mình thì cũng được. Đang nói về cái cây này, bữa nay tự nhiên thấy nó ra cái màu này rồi, không để ý nữa, chỉ trong vòng một đêm thôi mà nó đổi màu vậy nè. Đẹp quá ha, đẹp không, đẹp không, năm nào cũng vậy hết. Và những lúc mùa mà nó đổi màu như vậy, tại vì nó cuối thu á thì sẽ đổi như vậy rồi nó rụng. Thì tới mùa đông mình hay ra đây mình chụp hình nè. Cái này gọi là cây phong Nhật, maple. Nhưng mà cái cây này á, là nó đứng hàng nhì, còn cái hàng nhất nữa là màu đỏ luôn á, red luôn á, red color luôn. Nếu mình thích cái gì hay là mình nên chọn cái mà nó hạng nhất á, để khi mình mua rồi mình trồng mất công quá rồi mình lại nói ô tại sao lúc đó mình đi tìm mình không mua cái kia đang hạng vậy.
Thật ra cái mái che này mình rất thích cho nó dài ra nữa để cho nó đẹp hơn. Nhưng mà vì cái không có cây chống á, không có cây chống ở phía trước á, cho nên cái nó chỉ chịu được, cái sức nặng của nó chỉ chịu được những cái cây ở trên ngắn như vậy thôi. Còn nếu mà mình muốn làm cái mái này cho nó dài ra nữa để mà có thể dùng để mà che để mình ngồi ở dưới này á, thì mình cần phải có hai cây chống xuống thì nó mới chịu nổi được cái sức nặng ở trên. Còn cái cây này làm ngắn như vậy để nó không án ở dưới này, án cái đường mình đi tới đi lui á. Bye. Cái video của mình hôm nay về trang trí sân vườn.